Bà biết sớm muộn gì cũng không giấu được. Vậy Tần Gia biết không? Tần Lãng biết không? Chính vì biết nên ta mới cảm kích lão Tần. Còn về Tần Lãng, tạm thời thì chưa. Ký ức mà muội ấy lãng quên rốt cuộc là gì? Đây, Thiềm Nhi à, thật ra thì ta hoàn toàn cũng không biết nữa. Thiềm Nhi, bây giờ tình trạng của Nhiễm Nhiễm có liên quan đến ký ức bị mất của nó. Kỳ quái. Thiềm Nhi to gan, đoán bệnh của Nhiễm Nhiễm là liên quan đến việc muội ấy cố gắng nhớ phần ký ức đã mất. Trước đây muội ấy từng nói, trong mơ có một người luôn chờ đợi muội ấy, nên muội ấy không muốn có hôn ước với Tần Nhị công tử. Trước khi muội ấy hôn mê, có thể những lời nói của con khiến muội ấy nhớ lại phần ký ức đó. Cái gì? 3 năm trước, sách nữ dùng 3 cây kim vàng phong tỏa độ. Nhưng mà bà ấy nói là không có đáng ngại. Còn nói chỉ có mất một vài ký ức. Chính là khoảng thời gian mà Nhiễm Nhiễm ở Thái Ức Sơn tu dưỡng. Sách nữ sư phụ còn nói phần ký ức đó với nó không quan trọng. Nhưng đối với biểu muội mà nói, ký ức có thể là sinh mạng của muội ấy. Tiểu sư muội, muội yên tâm đi. Cho dù nhị sư huynh tan xương nát thịt cũng nhất định giúp cho muội hồi phục sức khỏe. Ở đây, chỉ có 2 chúng ta thôi. Nhị ca, rốt cuộc có được không? Nếu như không được, đệ đi cầu xin hoàng đế, để người phái thái y đến xem cho muội muội. Lão thất, đệ đừng có gấp, đây là tâm bệnh. Tâm bệnh cái gì? Tâm bệnh làm gì có chuyện hôn mê bất tỉnh? Rõ ràng là huynh y thuật không tỉnh, còn tìm đại lý do nữa chứ. Có lẽ sau khi muội muội hồi tỉnh rồi, ta lại phải học lại y thuật thôi. Nếu không sau này làm sao xem bệnh cho muội ấy được? Người muốn biết hắn là ai không? Người có muốn biết người là ai không? Người chỉ cần đến bên cạnh ta, ta có thể nói cho người biết. Ta là ai? Ta là ai? Người là ai? Hắn là ai vậy? Muội muội, cuối cùng muội tỉnh rồi, xem như muội đã tỉnh. Nhị ca, thất ca, muội muội, muội làm ca ca sợ quá. Muội làm sao? Còn nói nữa hả? Hôn mê 3 ngày 3 đêm, muội mà không tỉnh, ta sẽ tháo biển hiệu y quán của nhị ca. Thất ca, huynh làm gì mà nóng nảy quá vậy? Muội đâu có sao đâu. Muội muội, bây giờ muội thấy chỗ nào không khỏe? Muội không sao mà nhị ca. Viên Hải các huynh lo lắng rồi. Muội muội, biểu tỷ nói muội thường ngày hay ngất rồi hôn mê. Nói đi, có phải muội bị thương chỗ nào mà mọi người không biết không? Thất ca, huynh yên tâm đi. Nhìn muội đi, muội đã khỏe lại rồi. Khỏe cái gì mà khỏe? Muội nhìn muội đi, thành ra như thế này rồi. Kiếp trước ta nợ muội thật đó, thế nên kiếp này mới bị muội làm cho dở cái tim ra. Sao rồi? Đã ngủ chưa? Uống xong thuốc của dì ca, vừa mới ngủ. Vậy muội muội nói cái gì? Không chịu nói gì hết. Có lẽ ngay cả bản thân muội ấy cũng không rõ. Nghĩa là sao? Chuyện 3 năm về trước, các người có còn nhớ không vậy? 3 năm về trước, lần đó sau khi cha mẹ từ Thái Ức Sơn trở về,
thì cha mày buồn bã cũng không cho phép chúng ta lên núi thăm muội muội. Ý đệ là mẹ giấu chúng ta chuyện của muội muội. Nhưng không phải mẹ nói gì sư phụ của muội muội dẫn muội muội bế quan tu luyện hay sao? Đó là diện lý do thôi. Trình độ võ công của muội muội chúng ta đều biết mà. Lần này đón muội ấy về, muội ấy thường hôn mê. Ta nghi ngờ là có liên quan đến chuyện 3 năm về trước. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ mà cả cha lẫn mẹ đều không chịu nói? Để đi hỏi mẹ. Khoan, có thể ngay cả mẹ cũng chưa chắc biết. Hy vọng cụ mẫu suy nghĩ hôn sự cho Nhiễm Nhiễm và Tần Nhị công tử. Thiêm Nhi xin phép cáo lui. Được. Phải làm sao cho tốt đây? Việc đến nước này rồi, lẽ nào còn có thể làm khác đi được? Nhiễm Nhiễm đã quên phần ký ức đó rồi, mà phần ký ức đó sẽ lấy mạng của nó. Chúng ta tuyệt đối không thể để cho nó nhớ lại được. Con gái của ta, nàng nói xem rốt cuộc là người nào đã dẫn con gái ta đi? Nếu ta mà biết được hắn là ai, ta nhất định đánh hắn rơi hết răng. Xem ra hôn sự này không thể kéo dài. Có lẽ gả cho Tần Lãng, nó sẽ không nhớ đến ký ức đó nữa. Như thế sẽ an toàn hơn. Con gái ta, sao phận khổ thế này chứ? Mẹ, Nhiễm Nhiễm có chuyện muốn nói. Nhiễm Nhiễm ngoan, có gì đợi khỏi bệnh rồi hãy nói. Uống nữa đi. Mẹ, mẹ có thể không gả con cho Tần Lãng được không? Con gái à, ngoan đi, bây giờ hãy nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ, cha, vốn dĩ con gái cho rằng có thể chấp nhận hôn sự với Tần Lãng, đồng ý sự sắp đặt của cha mẹ, từ hôm nay giúp chồng dạy con sống cho hết kiếp. Nhưng mà trong giấc mơ của con luôn có một người đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Mỗi lần đến y đều dặn dò với con, đừng quên y, đừng bao giờ quên y. Nhưng bây giờ con không quên y, mà còn sắp lấy chồng nữa. Con biết phải làm sao đây? Mẹ, thật ra con cũng muốn giống như mẹ, sống một cuộc sống an phận, bình an vô sự. Nhưng như vậy đối với Tần Lãng là không công bằng. Đối với người mà con đã quên lại càng không công bằng hơn nữa. Nhiễm Nhiễm à, ta hiểu những gì con nói, nhưng nỗi lòng của ta con có thể hiểu không? Mẹ, cha, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Nhiễm Nhiễm, con không sai. Con không sai. Nhiễm Nhiễm à, người trong giấc mơ của con đó rốt cuộc có thân phận gì? Có bối cảnh ra sao? Con có nhớ không vậy? Con... Nhiễm Nhiễm, hôn sự này còn chưa đến nửa tháng nữa. Trên dưới kinh thành đã biết phủ tướng quân và phủ thừa tướng kết thân. Bây giờ mà thối hôn đối với Tần Lãng thật không công bằng.
Chị có thể trách mẹ khiến con mang độc trong người, không thể chữa khỏi, chịu bao cực khổ. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ chính là muốn sớm để gả con đi, gả cho một người tốt, gả cho một phu quân yêu con, bảo vệ con, yêu chiều con. Mẹ, đây không phải là lỗi của mẹ. Mẹ, cha, tại sao cuộc đời lại thân bất vô kỷ như vậy? Theo như ta biết, tiểu sư muội của ta thật sự là không muốn gả cho Tần Lãng. Các vị thấy sao? Nhạc Huynh à, thế theo Huynh thấy làm sao giải quyết vấn đề này đây? Rất đơn giản. Nhạc Phong ta là đứng đầu đệ tử của Thái Ức Sơn, ta chỉ cần giơ một tay thì có tám phương chi diện. Bây giờ ta sẽ cho một câu gửi thư cho các sư huynh đệ, bảo họ xuống núi cướp kiệu, ta đưa Diễm Diễm trở lại Thất Sơn. Bây giờ mọi người hãy suy nghĩ xem làm sao đối phó với hôn sự của Diễm Diễm đi. Mọi người không cần lo, muội muội nhất định có người yêu rồi nên mới không muốn thành thân. Ai? Làm sao mà ta biết được chứ? Ta đâu có phải thần tiên. Nhưng mà ta biết chắc chắn không phải là Tần Lãng. Nói thừa. Không lẽ chúng ta phải cướp kiệu qua thật hay sao? Vấn đề này thật ra thì ta đã nghĩ cách. Nếu muội muội thật sự không muốn, đến lúc cần chúng ta vẫn phải dùng thủ đoạn này thôi. Được được, chúng ta có thể làm như vậy. Từ 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 từ. Nào. Người đâu, người đâu? Đến đây, đến đây. Ta nói cho người biết, đây là áo cưới ta mang cho muội muội ta. Sao các người không khiêng ra ngoài đi? Nhanh, nhanh, khiêng ra ngoài đi. Cái rương này sao mà nặng quá vậy? Đúng đó, không phải chỉ có áo cưới thôi sao? Hoặc là chúng ta sẽ làm như thế này. Huynh, ta có cách rồi. Hoặc là chúng ta có làm như vậy. Tiểu sư muội, tiểu sư muội, ta đến đây. Tiểu sư muội, ta đến đây. Tiểu sư muội. Cổ sư huynh, cổ sư huynh, mau dẫn muội đi đi. Người tiểu sư muội thích không phải là huynh. Quấy ở bên huynh sẽ không có hạnh phúc. Ta sẽ đưa muội ta đi. Tiểu sư muội đi. Quay lại đây. Suy nghĩ cái gì vậy chứ? Nằm mơ giấc mộng xuân thu. Đồ ngốc. Thôi được rồi, chúng ta không còn thời gian nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất là nghĩ một cách chu toàn, giúp muội muội thoát khỏi hôn sự. Chàng nói hôm trước nó cùng Tần Lãng đi dạo qua viên, sao bây giờ tự nhiên lại nói không đồng ý? Nghĩ kỹ rồi, trước đó không phải vì khuất phục trước nàng sao? Con gái ta không đồng ý, ta càng không đồng ý. Ngày mai chàng đi nói với Tần Lãng, nói Diễm Diễm không khỏe, xem cậu ta có phản ứng gì.
Con gái ta là quê nữ nhà Lành, sao nàng lại? Chàng làm cái gì mà sợ? Nhiễm Nhiễm có bệnh hay gì? Thiếp chưa xong với chàng mà. Lo cho xong chuyện đi. Nói cho chàng biết, nếu không từ đây về sau cứ ngủ ở phòng khách. Diễm Diễm, cô sao rồi? Tần Lãng, sao huynh lại đến đây? Ta nghe nói cô bệnh nên vội vàng qua đây. Cô sao rồi? Là nhiễm phong hàn hay là bị thương? Ở đây có thuốc trị phong hàn, có cả thuốc trị thương nữa, có lại để trị chứng đau đầu, còn có thuốc trị bệnh tim nữa. Cô cười cái gì? Không có gì, không có gì. Tôi không sao, thật mà. Dạo này kinh thành có được an ninh không vậy? Các người có bận lắm không? Cũng là không bình thường, nhưng cũng không sao. Mấy hôm trước người của Nguyệt Linh Cung đến kinh thành giết chết mấy người, nhưng dạo này lại không có tin tức gì hết. Nhất định là các người vất vả lắm rồi. Cũng không có gì. Nhiễm Nhiễm à, trong thời gian này cô hãy ở nhà dưỡng bệnh đi, đừng có đi ra ngoài. Nếu muốn ra ngoài thì phải nói cho ta biết, ta sẽ đến và đi cùng cô. Không sao mà. Cô nhìn tôi đi, võ công không giỏi nhưng vẫn có thể bảo vệ mình. Nhìn cô tinh thần như vậy thì ta yên tâm rồi. Cái này là bùa bình an ở Hồ Quốc Tự, ta đặc biệt xin cho cô đó. Hy vọng cô sớm ngày bình phục. Cảm ơn huynh. Nhiễm Nhiễm à, ta cáo từ nhé. Hôm khác ta lại đến. Được được, quên đi là công việc đi. Tần Lãng, quên đúng là người tốt. Ba năm rồi, còn vẫn không bỏ cuộc, vẫn là muốn trả thù cho ca ca của con. Cha, từ trước đến giờ con chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bỏ cuộc. Trước mắt con sắp thành thân, cho dù con không nghĩ cho cha thì cũng phải nghĩ cho tiểu Nhiễm Nhiễm. Còn cố chấp tìm Nguyệt Linh Cung để trả thù, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Lỡ như có mệnh hệ gì, còn nói ta làm sao giao phó với tiểu Nhiễm Nhiễm đây? Bây giờ ngày thành thân của con đã gần đến rồi. Con còn, cha, cha khổ tâm sắp xếp công sự này cho con, sắp xếp chức quan, nhưng cha có từng hỏi con những thứ này con có muốn hay là không vậy? Bậc làm cha làm mẹ, có ai không hy vọng con cái của mình sớm ngày thành lập gia nghiệp? Đặc biệt là đối với con dâu tương lai vô cùng hài lòng. Cha đã già lắm rồi, sau khi mất đi ca ca, cha cũng đã nghĩ rất nhiều rồi. Bây giờ cha chỉ hy vọng vào con sớm ngày lấy tiểu Nhiễm Nhiễm, lúc đó sẽ sinh cho ta một đứa cháu mập mạp. Cha không có gì để tiếc nuối nữa.
tâm trạng của cha. Đại ca, chờ đệ trả thù cho huynh xong rồi, đệ nhất định sẽ trở về hiếu kính với cha. Còn chuyện hôn sự, đệ biết. Trong lòng cô ấy không hề có đệ.